Bản Thí nằm trong vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Nha với mức độ đa dạng sinh học cao. Diện tích rừng cộng đồng của bản là 504 ha, trong đó toàn bộ là rừng tự nhiên. Tuy nhiên, rừng cộng đồng Bản Thín đã và đang bị phát vén làm nương, khiến nhiều diện tích rừng cộng đồng tại đây bị phát trắng. Theo số liệu thống kê từ năm 2017 tới nay, diện tích bị xâm lấn theo hình thức phát rừng làm nương vào khoảng 3,5 đến 4 ha và hiện đã được xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, diện tích này còn lớn hơn nhiều nhưng nằm rải rác và nhỏ lẻ dọc theo các diện tích nương nằm gần rừng của các hộ. Vì thế, việc trồng rừng phục hồi, trong đó ưu tiên các loại cây bản địa đa mục đích là rất cần thiết nhằm phục hồi diện tích rừng cộng đồng đã bị chặt hạ trái phép, đồng thời tạo nguồn sinh kế rừng bền vững cho cộng đồng sống gần rừng. Ngày 24 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Trung tâm Con Người và Thiên nhiên PANATURE phối hợp với Chi hội Phụ nữ Bản Thín tiến hành trồng rừng phục hồi trên đất rừng cộng đồng Bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trước hoạt động trồng rừng lần này, PANATURE đã tổ chức tập huấn cho chị em phụ nữ xã Xuân Nha về kỹ thuật thu hái quả, xử lý, gieo ươm và chăm sóc cây con, dâm hom cây từ cành. Đối với hoạt động lần này, cán bộ PANATURE hướng dẫn kỹ thuật cho chị em trước khi tiến hành trồng cây nhằm thu lại hiệu quả cao nhất. Những cái hình thức hỗ trợ của Trung tâm Con Người và Thiên nhiên thì trên cái cơ sở là hợp tác, hướng dẫn cho người dân tự làm một cách là cầm tay chỉ việc trực tiếp ở tại vườn, tại rừng. Nội dung thiết kế trồng rừng được xây dựng dựa trên ý kiến của cộng đồng Bản Thín. Loài cây được cộng đồng lựa chọn để trồng rừng phục hồi là dổi, trầu, chám, vối và xạ đen. Trong đó, dổi là cây gỗ chính lâu năm. Trầu và vối là cây gỗ phụ đa mục đích trồng đan xen. Xạ đen là cây dược liệu trồng dưới tán. Hoạt động trồng cây thu hút sự quan tâm của gần 60 chị em chi hội phụ nữ Bản Thín. Ai cũng háo hức, phấn khởi khi được gieo trồng những mầm non của núi rừng. Được tuổi rồi nhưng mà thấy chị em phụ nữ cũng huy động đi trồng rừng thì chị cũng rất chi là phấn khởi và hưởng ứng theo cái chi hội để cùng nhau phát triển trồng rừng để giữ lấy rừng, nhất thứ hai nữa để có cái thu nhập cho chị em sau này, con cái của tương lai mình. Trung tâm Con Người triển khai về trồng rừng, phục hồi rừng thì các chị em, chị đã triển khai đến tất cả các chị em trong chi hội rất hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, bởi vì là trồng rừng là thứ nhất là mình sẽ trồng phục hồi được rừng, và thứ hai nữa là mình không làm xói mòn đất và không phải trồng phục hồi rừng để trồng sen như thế này, mình không phải phát hết những cây đi và không phải đốt, nên là không làm ảnh hưởng đến không khí trong lành của người dân tộc miền núi như các chị. Không chỉ người dân địa phương, nhiều đơn vị và cá nhân tài trợ đã đồng hành cùng PANATURE trong hoạt động trồng rừng tại Bản Thín. Qua cái hoạt động trồng rừng này thì mình biết được nhiều thứ hơn về các cái công tác. Thứ nhất là trồng rừng phục hồi nó như thế nào. Đấy, các cái công giai đoạn chuẩn bị rồi thì làm thế nào để cho nó phục hồi nhanh nhất và nó ít tác động đến cái môi trường thiên nhiên nhất. Và mình thấy xem trên các cái phương tiện thông tin truyền thống thì thấy là cái nạn chặt phá rừng rồi thì đốt phá nó diễn ra rất là đáng báo động. Cho nên mình rất là mong muốn là gì? Trồng lại rừng, bởi vì gì? Bản chất của nó sẽ là gì? Góp phần làm chậm hóa cái quá trình nóng lên của trái đất và nó góp phần cải thiện cái sinh cảnh và cái môi trường cho chúng ta. Hoạt động trồng rừng kết thúc tốt đẹp với 595 cây bản địa được trồng phục hồi trên diện tích 3 hectare của Bản Thín, gồm 350 cây dổi, 120 cây chám, 80 cây vối, 20 cây xạ đen và 25 cây trầu. Khi rừng trồng cho nguồn lâm sản phụ, Chi hội Phụ nữ Bản sẽ là đơn vị được phép khai thác, sử dụng bền vững nguồn lâm sản phụ này. Thông qua hoạt động trồng rừng phục hồi, người dân trong Bản Thín thêm thấu hiểu về vai trò và ý nghĩa của rừng đối với con người, bởi con rừng là còn sự sống. Nếu mà mình không giữ được rừng ấy, thì những cái nó thiệt hại và thiên tai nó sẽ lan tràn nhiều. Rừng ấy đấy mới là cái quý giá của mấy con người. Mong sao là cộng đồng này với bà con nhân dân ở khu này
hỗ trợ lẫn nhau để làm sao cho phát triển những cái gì tốt đẹp và bảo vệ những cái gì để cho môi trường nó sạch đẹp. Nếu mà cho chị xa rừng thì có thể là không xa được, bởi vì là chị là người dân tộc miền núi, sống trực tiếp với rừng thì rừng rất là quan trọng, nên là nếu mà cho xa rừng thì có lẽ chị không thể xa được, bởi vì là rừng mang lại cái thiên nhiên cho mình, mang lại không khí trong lành cho những bản thân và cho xã hội và cho môi trường ạ. Có thể một vài năm tới mình quay lại chẳng hạn, mình chứng kiến là cái thành quả của mình, dù là đóng góp của tôi rất là nhỏ bé thôi, mình nhưng mà đấy, mình đã phủ kín được một cái khoảng đồi khá là lớn, thì mình là 3 hectare.